tham gia Chị Đẹp, Lệ Quyên và Trang Pháp đều là nhân tố nổi bật được dự đoán là sẽ debut sau chương trình. Thân thiết từ những ngày đầu, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa họ đang ngày càng căng thẳng. Vào tối ngày 21 tháng 1, Trang Pháp đã có buổi livestream mukbang, vừa ăn vừa trò chuyện và giao lưu với người hâm mộ. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về đêm công diễn lên sóng vào ngày 20 tháng 1 vừa qua. Cụ thể, cô cho biết đã xem đi xem lại tập vừa qua tới 6 giờ sáng mới đi ngủ được vì quá nhiều cảm xúc. Đáng chú ý, trong buổi phát trực tiếp của giọng ca Chocolate, có nhiều bình luận thắc mắc về mối quan hệ của cô với Lệ Quyên. Thế nhưng nàng này không hề đề cập đến. Trả lời truyền thông, phía Trang Pháp không đưa ra phản hồi liên quan đến tin đồn này. Về phần Lệ Quyên, sau khi tập 13 show Chị Đẹp Đạp Gió lên sóng, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân gửi lời cảm ơn tới Emily. Dưới phần bài đăng, netizen lại bình luận rôm rả về màn thể hiện của cô ở đêm công diễn năm. Một vài comment trái chiều cũng từ đó mà xuất hiện, thậm chí có tài khoản mạng xã hội nhắc tên Trang Pháp trong bài viết. Ngay lập tức, giọng ca sầu tím Thiệp Hồng liền có story đáp trả những bình luận tiêu cực nói trên. Về comment nhắc tới giọng ca sinh năm 1989, nữ hoàng phòng trà cũng chụp lại màn hình, đăng lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái. Ơ như nào, sao tự nhiên lại lôi ai đó vô đây? Sau động thái này, nhiều người còn nhắc lại bài viết Chị Đẹp Ham Hố, Thèm Khát Vinh Quang được nữ ca sĩ đăng tải cách đây không lâu và nghi vấn rằng có liên quan tới đội trưởng mới Tim Thu Phương. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán của cư dân mạng, chứ người trong cuộc thì chưa bao giờ xác nhận. Liên tục gây tranh cãi, làm lộ kết quả sớm, nhiều ồn ào đạo nhái, mất điểm vì dàn thí sinh khẩu chiến trên mạng xã hội. Nhưng không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt mùa 1. Ngay cả những tranh cãi ồn ào cũng cộng thêm độ hot cho chương trình. Chặng hành trình vừa qua, khán giả có thể nhìn thấy sự cống hiến hết mình, sẵn sàng chiến đấu ở mọi vị trí của dàn chị đại Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương, Đoan Trang. Và cũng có những thí sinh thể hiện sự vượt trội, đa kỹ năng về mọi mặt, xứng đáng là nghệ sĩ giải trí khi cần được mọi tiết mục mang tính trình diễn mãn nhãn, điển hình như Trang Pháp, Diệp Lâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Trang Pháp thể hiện rõ vị thế của một thí sinh tiềm năng ngay từ những tập đầu tiên. Đại diện nhóm D-Top gần đây bị chỉ trích khi nói về nữ ca sĩ rằng chị Trang mọi thứ đều biết chút chút. Với vốn liếng chút chút ấy, giọng ca 8X đã thể hiện được kỹ năng toàn diện từ vũ đạo, dàn dựng tới ca hát và biểu diễn. Diệp Lâm Anh bước vào show Chị Đẹp ngay sau ồn ào ly hôn bủa vây, nhưng cô đã có cơ hội để khẳng định bản thân và bùng tỏa hết mình. Do đó, bà mẹ hai con cũng thuộc nhóm thí sinh nổi bật, được đánh giá có kỹ năng tổng hợp, ca hát và trình diễn đều tỏa sáng và nội lực. Đạp Gió Rẽ Sóng là màn lấn sân địa hạt âm nhạc đầy mạo hiểm của diễn viên Lan Ngọc. Trước khi đến với sân chơi này, Ngọc nữ màn ảnh từng nhiều lần chia sẻ niềm đam mê với âm nhạc nhưng luôn bị chê là thảm họa vì chất giọng baby voice mỏng, chua, lộ nhược điểm hát trên phô. Thế mạnh lớn nhất của Lan Ngọc ở chương trình này chính là lượng fan hâm mộ đông đảo và khả năng vũ đạo khi nữ diễn viên từng đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi Bước Nhảy Khoản Vũ 2015. Thế nhưng suốt hành trình tham gia show, Lan Ngọc lại bộc lộ được thêm nhiều ưu điểm nổi trội khác, đó là khả năng trình diễn đẹp mắt, bắt sân khấu, khả năng dàn dựng và hòa đồng.